Vâng, tiếp theo lại được vào clip của ngày 19 tháng 5 năm 2020. Một chiếc quạt về với cửa hàng trong vụ hè năm ngoái thì năm nay đã được bác khách hàng đến từ Bắc Ninh lựa chọn rồi. Mang mã số 53 cộng, chiếc quạt có sải cánh 30, toàn thân đế gang sắt, có mức tiền tầm trung thì bác khách đến từ Bắc Ninh cũng đã lựa chọn sản phẩm và đã test thử rồi. Khi những vị khách hàng đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng mới làm những clip thông báo đăng lên kênh của mình cho những vị khách hàng theo dõi kênh hàng ngày được biết. Vâng, bên cửa hàng thì trong buổi tối hàng về của ngày hôm qua có thông báo những siêu phẩm cập bến với cửa hàng, những chiếc Omni Macintosh MA7000 và những chiếc Omni Macintosh MA9000 được sản xuất năm 2020. Vâng, là một sản phẩm mới nhất tại thời điểm như bây giờ. Cửa hàng cũng đã sở hữu được một chiếc còn nguyên thùng hộp như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Vâng, trong buổi tối hàng về của ngày hôm qua thì có một cặp loa Bose 301 Series 3 hàng Airbay trùng series với hai chiếc loa thì đã được vị khách hàng đến từ Tuyên Quang thì phải, bác đã lựa chọn và chuyển khoản cho cửa hàng rồi. Khi những vị khách hàng theo dõi kênh hàng ngày biết sản phẩm về trong ngày, quý vị và các bạn có thể yêu thích những sản phẩm gì, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, chiếc quạt Tamitsu mang mã số 53 cộng có cánh rêu là bác khách cửa hàng đến từ Bắc Ninh đã lựa chọn nhé. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio cũng như những sản phẩm hàng sưu tầm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.